Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi câu chuyện cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như chỉ có 1,3 triệu đồng để chi tiêu trong một tháng, thì quý vị và các bạn sẽ chi tiêu như thế nào? Và liệu số tiền đó có đủ để trang trải cuộc sống cơ bản của một người trong một tháng hay không? Bởi vì thực tế, đây chính là mức lương hưu của cô giáo mầm non sau hơn 22 năm đóng bảo hiểm xã hội. Câu chuyện này đã nhận được nhiều sự quan tâm và bàn luận. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề này với khách mời của chương trình, tiến sĩ chuyên gia kinh tế ông Nguyễn Minh Phong. Chào ông, đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và đầu tiên thì ông có thể gửi lời chào tới khán giả, những người đang theo dõi chương trình được không ạ? Vâng, xin chào quý vị khán giả của chương trình. Xin chào biên tập viên Vân Trang. Vâng ạ. Ở đầu chương trình thì chúng tôi cũng đặt ra một câu hỏi, đấy là với 1,3 triệu đồng trên một tháng thì chúng ta sẽ chi tiêu như thế nào và liệu nó có đảm bảo được cái mức sống thấp nhất của một người không ạ? Có những sinh viên tôi đã nhìn thấy ở với nhau 3 người trong một cái khu nhà trọ nấu ăn, một tháng họ chỉ mất có 600 nghìn. Điều này cho thấy rằng nếu chỉ nuôi một người, đặc biệt là với cái mức sống khiêm tốn và chung thì 1 triệu 3 có thể đủ sống. Tuy nhiên khi người ta đã về hưu, người ta phải có gia đình, người ta có quan hệ xã hội, người ta có những nhu cầu chi tiêu nó lớn hơn một sinh viên, vì thế 1 triệu 3 chắc chắn là không đủ. Nếu có đủ chăng chỉ là ở cái nơi mà gần như là khép kín về cái gọi là tư cung ngự cấp, có rau, có gà, có gạo ở nhà sẵn, mà chỉ 1 triệu 3 đấy chỉ là thêm một chút thôi, thì hy vọng nó có thể gọi là tạm đủ. Nhưng còn nếu như ở Hà Nội, nếu như ở các cái vùng địa phương, thành phố đó, mà chúng ta 1 triệu 3 thì chắc chắn là không đủ. Như vừa rồi ông đã chia sẻ thì đối với các bạn sinh viên, với một số tiền như vậy là hợp lý. Thế nhưng mà đối với một người mà đã đi làm và đóng bảo hiểm xã hội được 22 năm rồi, thì tại sao lương hưu lại thấp như vậy ạ? Thì là bởi vì thứ nhất là cô là giáo viên mầm non. Thứ hai là cái chế độ lương của cô ấy chắc là nhận theo cái lương gọi là chính ngạch, hệ số nhà nước, và đóng bảo hiểm theo hệ số nhà nước. Trên là khi mà tính theo cái phần trăm của cái tổng năm rồi cộng với mức lương đóng, mức bảo hiểm đóng ấy, thì nó về cái mức như vậy. Đây là cái mức theo cái quy định chính thức của nhà nước do cái mặt bằng mức lương hiện nay cũng như cái quy định về cái bảo hiểm xã hội hiện nay. Và đây rõ ràng là một cái tồn tại. Cho nên có thể nói rằng là cơ quan của bảo hiểm nhà nước ấy, trả lương không sai khi cho cô giáo này nhận mức như vậy. Thứ hai nữa là nó thấp là do cái mặt bằng chung của nhà nước về mặt lương không cao. Dạ vâng, chúng ta có thể thấy là do các cơ quan bảo hiểm trả lương không sai và đấy là do quy định của nhà nước. Thế nhưng mà mức lương lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của một người sinh sống. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào ạ? Làm như thế nào? Chúng tôi cho rằng là hiện nay rất tốt là chính phủ, kể cả Bộ Chính trị, Hội nghị Trung ương Đảng vừa rồi họp Hội nghị Trung ương 6 cũng đã có những cái quyết liệt trong vấn đề chỉ đạo để cải cách bộ máy hành chính, cải cách chế độ tiền lương. Và theo cái hướng cơ bản đó là phải tinh giản bộ máy và cơ cấu lại cái đội ngũ ăn lương theo cái hướng là công chức là công chức, còn những cái bộ phận khác là sẽ chuyển sang cái hướng thị trường nhiều hơn. Và do đó là lương nó sẽ nhận, nếu là công chức thì nhận theo cái mức lương nhà nước quy định, còn đối với cái phần ngoài công chức ấy, thì là sẽ nhận theo mức lương thỏa thuận giữa người sử dụng động với người lao động. Thì với cái bộ phận như vậy ấy, thì hy vọng là cái phần lương ngân sách để nuôi nó sẽ được nâng lên, mức lương cũng sẽ nâng lên theo. Thế còn những người làm ở khu vực ngoài nhà nước, những khu vực mà lương thỏa thuận ấy, thì nó sẽ có cái cơ chế để hưởng mức lương, để từ đó họ yên tâm hơn với cái tương lai khi về hưu. Cái thứ ba nữa chúng tôi cho rằng là rất quan trọng ở đây ấy, là mỗi một người nên có một sự chủ động theo cái hai hướng. Một là chủ động để đa dạng hóa hoạt động trong cái khu vực mình đang làm, ví dụ như làm giáo viên ở chỗ này thì làm thêm ở chỗ khác, hoặc là nhận vài ba cái công việc nó liên quan để chúng ta có thêm một nguồn thu nhập bổ sung. Cái thứ hai là mình chuẩn bị những cái nghề tay trái để khi về hưu hoặc là trong cái quá trình mình làm việc mình có thể thực hiện những cái hoạt động kiếm tiền ngoài cái nghề nghiệp chính. Đây còn là một trong cái hướng thoát mà hiện nay rất nhiều người đang làm. Ở đầu chương trình thì chúng tôi đã đưa ra một con số, đấy là 1,3 triệu đồng trên một tháng. Và bây giờ thì lại thêm một con số nữa từ bà Đinh Thu Hiền, Phó trưởng Ban Thực hiện Chính sách và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết là theo số liệu mới nhất thì có 3.228 đối tượng sẽ phải nhận mức lương hưu dưới 1,3 triệu đồng trên một tháng. Ông có suy nghĩ gì về con số này ạ? Vâng, trước hết có thể nói rằng là rõ ràng cái trường hợp mà nhận lương thấp bằng mức lương tối thiểu là không phải là cá biệt, mà nó trở thành một hiện tượng phổ biến. Và có lẽ trong tương lai sẽ cũng vẫn tiếp tục cái xu hướng này nếu chúng ta không có những cái cải cách căn bản khác. Và như vậy chúng ta thấy rằng là thứ nhất là cái áp lực về an sinh xã hội đối với cá nhân những cái người nhận lương thấp đang là một trong những cái vấn đề mà cực kỳ là bức xúc đối với họ. Chúng ta hoàn toàn đồng cảm và cũng rất là băn khoăn là họ sẽ phải xử lý cái bài toán trong cái điều sống ngặt nghèo như vậy.
Thứ hai đó, cho thấy rằng cái vai trò của ban bảo hiểm xã hội, cơ quan nhà nước trong vấn đề trả lương trọng đãi những cái người đã làm việc với mình lâu dài, thậm chí có những người toàn tâm toàn ý với cái sự nghiệp giáo dục, với cái cơ quan nhà nước mà cuối cùng hưởng mức lương không đủ sống, thì rõ ràng đây là cái trách nhiệm cho thấy sự chưa làm tròn ở mức độ nào đó cái chức năng quản lý nhà nước cũng như là của người sử dụng lao động trong cơ quan nhà nước. Cái thứ ba là cũng cho thấy rõ ràng là các bạn trẻ cũng như những người sắp về hưu cũng phải coi đây như là một cái để chúng ta tham khảo, để mà chủ động hơn trong cái sắp xếp cái tài chính cá nhân của mình, sao cho đó chúng ta có thể tự tin hơn và thanh thản hơn khi chúng ta về hưu, có được một nguồn thu nhập tạm gọi là đầy đủ sống trong cái bối cảnh mà có thể nói là nó cũng rất nhiều những cái biến động trong thời gian tới, nhất là khi chúng ta về hưu với cái sức khỏe không được tốt lắm, với những cái giá cả nó có thể đắt đỏ hơn, rồi với những cái nhu cầu chi tiêu từ con cháu con cái ấy, nó cũng gia tăng, trong khi thì rất ít khi con cái có thể nuôi lại được bố mẹ. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ. Chúc ông mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, mức lương từ trước đến nay vẫn là vấn đề chưa ngã ngũ trong xã hội, thế nhưng thấp sau hơn 22 năm đóng bảo hiểm xã hội thì lại là điều mà cần sự điều chỉnh từ các cơ quan chức năng. Và tiếp theo chương trình của chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý sau. Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Với chủ đề tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung, APEC Việt Nam 2017 đã phản ánh quan tâm chung của các nền kinh tế thành viên APEC về tìm kiếm một động lực mới cho hội nhập, liên kết và tăng trưởng kinh tế của châu Á, Thái Bình Dương. Thể hiện mục tiêu dài hạn của APEC là hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng, cũng như kỳ vọng về những phát triển mới của APEC trong năm 2017. Demray, tên gọi của cơn bão số 12 vừa càn quét Trung và Nam Trung Bộ, đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của người dân. Cho đến thời điểm hiện tại thì các công tác khắc phục hậu quả sau bão vẫn đang tiếp diễn. Ngày 6 tháng 11, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ vừa tiếp tục phát ra thông báo cảnh báo về đợt lũ đặc biệt lớn trên các sông tỉnh Quảng Nam, tin lũ khẩn cấp trên các sông ở Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Trong sáng ngày 6 tháng 11, nước lũ vẫn đang chia cắt các huyện Đại Lộc, Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Giang, Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam. Tại Đà Nẵng, nước lũ gây ra tình trạng ngập trên tất cả các xã của huyện Hòa Vang. Ngay sau khi lũ rút, các trường học trên địa bàn vùng lũ đã khẩn trương huy động lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tập trung để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tài trợ Việt Nam 5 triệu USD cùng chung sức với miền Trung Việt Nam chống lại thiên tai. Quý vị và các bạn thân mến, chung cư giá rẻ hay là nhà ở xã hội vẫn luôn được cư dân săn đón sử dụng. Chúng ta vẫn luôn muốn mua được những căn hộ vừa túi tiền mà lại phù hợp với mục đích sử dụng. Thế nhưng, như khu đô thị Tây Nam Hồ Linh Đàm, giá rẻ và dường như chất lượng cũng rẻ. Cụm công trình nhà ở xã hội CT1, A1 và A2 được xây dựng trên lô đất CT1 có diện tích là 4.659,6m2. Diện tích xây dựng là 1.018m2, gồm hai khối cao tầng, A1 cao 15 tầng và A2 cao 12 tầng. Tổng số có 217 căn hộ. Các căn hộ có diện tích từ 32,5 đến 51,3m2. Dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà xã hội HUD.VN thực hiện. Mặc dù dự án mới chỉ được bàn giao hơn một năm, nhưng hiện nay đã lộ rõ nhiều bất cập tại đây. Theo phản ánh của cư dân, liên tục nhiều ngày qua, nước bể phốt của tòa nhà tràn ngập khắp nơi, không được xử lý. Lượng nước này chảy trực tiếp ra đường thoát nước chung của thành phố, khiến cho ai di chuyển qua khu vực này cũng phải cau mày, bịt mũi. Phản ánh với chúng tôi, cư dân ở đây cho biết do mùi hôi thối bốc lên từ đây nên cư dân không dám cho trẻ nhỏ xuống sân chơi chung. Nhiều cháu bé sau khi chơi ở đây về cũng bị ốm. Tiếp tục tìm hiểu về chất lượng công trình, chúng tôi ghi nhận được hàng loạt hạng mục đang có dấu hiệu xuống cấp ở đây. Nhiều điểm tường đã bị nứt dọc, kéo dài thêm vào đó là những vết nứt ngang chằng chịt, khiến cho mỗi lần có mưa là nước theo đó ngấm vào các căn hộ. Từ đó nước thấm đọng lại lâu ngày ở tường, khiến cho rêu mốc có cơ hội phát triển khắp các căn hộ, khiến cho dịch bệnh có nguy cơ bùng phát ở đây. Cùng với đó là việc ngấm nước từ nhà vệ sinh của tầng trên xuống nhà tầng dưới cũng làm cho cư dân ở đây phải than trời về chất lượng của công trình này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại câu chuyện cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi mong rằng đã mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin bổ ích. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.